Chào mừng các chị đẹp đến với video top 10 túi xách nữ đẹp nhất, đáng mua nhất, giá cả hợp lý nhất trong năm nay. Ngay từ vị trí số 10, chúng ta có túi xách nữ MB01 với giá cực kỳ hợp lý. Túi xách này có thiết kế đơn giản và sang trọng, phù hợp với nhiều phong cách thời trang, với chất liệu da cao cấp và đường may tỉ mỉ. Túi xách MB01 là sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách và độ bền. Tiếp theo là túi xách nữ SN01 với chất liệu da mềm mịn và kiểu dáng thanh lịch. Túi xách này mang lại sự tinh tế và phong cách. SN01 được thiết kế với nhiều ngăn và túi nhỏ để bạn có thể chứa mọi đồ dùng cá nhân một cách thuận tiện. Túi xách nữ AV01 nằm ở vị trí thứ 8 với đường nét đẹp mắt và màu sắc trung tính. Túi xách này là sự lựa chọn tuyệt vời cho những người yêu thích thời trang. AV01 được làm bằng chất liệu cao cấp, có khả năng chống nước và bền bỉ theo thời gian. Mặt túi được phối với điểm nhấn là những hạt pha lê lấp lánh, khiến các chị càng trở nên dịu dàng và sang trọng. SA21 nằm ở vị trí thứ 7 trong danh sách này. SA21 có thiết kế độc đáo và không gian chứa đồ rộng rãi, sẽ mang lại sự tiện lợi và phong cách cho người sử dụng. SA21 cũng đi kèm với quai đeo dài điều chỉnh được, cho phép bạn mang theo túi xách theo nhiều cách khác nhau. Chống nước tốt, chống xước khi vô tình va phải vật nhọn, SA21 sẽ đảm bảo cho các chị về độ đẹp, độ bền và cực kỳ an toàn. Túi xách nữ KH14 là mẫu thứ 6 trong danh sách. Nếu các chị là tín đồ của các mẫu túi cổ điển mang một vẻ đẹp huyền bí theo thời gian, xin giới thiệu mẫu KH14 với hai màu là nâu gỗ và màu đen. Nó có ngăn chính rộng rãi và nhiều ngăn phụ để các bạn có thể sắp xếp đồ dùng một cách gọn gàng. Nếu dùng chiếc túi này trong một buổi tiệc, chắc chắn các chị yêu sẽ trở thành một quý bà đích thực. Tiếp theo là túi xách nữ MB62, chống nước, chống trầy xước với thiết kế đơn giản nhưng đẹp mắt. Mặt ngoài có họa tiết vân da cá sấu độc đáo. Túi xách này là lựa chọn tuyệt vời cho những chị đẹp muốn có một chiếc túi nhỏ gọn, tiện dụng, dễ mang nhờ vào thiết kế thông minh nhiều ngăn nhưng không làm tăng kích thước của túi. Túi xách nữ B34 nằm ở vị trí thứ 4 trong danh sách này. Chiếc túi này có đường may chắc chắn và nhiều ngăn nhỏ để bạn có thể sắp xếp đồ dùng một cách gọn gàng. Ngoài ra, kiểu dáng đơn giản, họa tiết bắt mắt cũng giúp các chị trở nên tự tin hơn khi mang. TX47 đứng vị trí số 3 trong danh sách. Túi xách này có kiểu dáng cổ điển và sang trọng, cũng là một dạng túi có thể đựng cả thế giới cho các chị đẹp. Túi nhiều ngăn, mỗi ngăn đều rộng rãi, với chất liệu da cao cấp và chi tiết vân cá sấu sang trọng. TX47 sẽ mang lại sự lịch lãm và có gu cho người sử dụng. Vị trí thứ 2 thuộc về túi xách nữ TX11 với kiểu dáng đơn giản và thanh lịch, một phiên bản màu đỏ bắt mắt và màu đen dịu êm. TX11 là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính thực dụng và phong cách. Túi xách này có không gian lưu trữ rộng rãi và các ngăn phụ tiện ích để bạn có thể chứa đồ dùng một cách hiệu quả. Cuối cùng, ở vị trí số 1, chúng ta có túi xách nữ GX08, được làm từ chất liệu da cao cấp và thiết kế tinh tế. GX08 là biểu tượng của sự sang trọng và quý phái. Túi xách này là một lựa chọn đáng mơ ước cho những ai yêu thích thời trang nhỏ gọn. Túi có thể cầm tay và cũng có thể đeo chéo đều được. Timan.vn, thương hiệu giày hàng đầu Việt Nam.